Chiều ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phước họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2022 và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2022. Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đến dự. Phát huy truyền thống tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phước luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, các phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em hội viên. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng khối dân vận xã đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Phó Bí thư Đảng ủy xã mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục phát huy phẩm chất năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giúp cho cán bộ hội viên vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, góp phần vào sự phát triển chung của xã nhà. Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Minh tặng 3 phần quà cho các cô là nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã qua các thời kỳ. Cũng tại buổi họp mặt, cán bộ hội viên phụ nữ xã đã có những giây phút hào hứng sôi so nổi khi được tham gia hội thi hái hoa dân chủ chơi các trò chơi dân gian